Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một website kiếm tiền điện tử mới. Thì đây là một website mà giúp các bạn có thể kiếm được Bitcoin cực kỳ đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Thì các bạn có thể rút về trực tiếp các loại ví trung gian như là VZBay hoặc là Express Crypto, hoặc là các bạn có thể rút về trực tiếp các ví Bitcoin như là BNDC, Binance hoặc là ví Trust. Ngoài ra các bạn có thể rút về ví Payer của các bạn nữa. Thì các bạn thấy giá Bitcoin của nó đang giảm, cho đó đây là cơ hội tốt nhất để các bạn có thể thu gom đồng Bitcoin này và chờ nó tăng giá thì tài sản của bạn sẽ tăng lên theo. Ok, và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những video mới nhất mình mới ra, chia sẻ cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng, những website mới kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là kênh YouTube của mình, các bạn có thể xem thêm các video mình hướng dẫn các website ứng dụng kiếm tiền online ở nước ngoài. Và đây là địa chỉ Facebook của mình, các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook ở đây. Ok, và website mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là website AskBTC. Các bạn có thể thấy ở đây, Earn Money for Watching website. Thì link đăng ký mình đã để dưới phần mô tả, các bạn sẽ click vào link sẽ mở ra được giao diện như thế này. Và các bạn sẽ click vào Sign Up ở đây để đăng ký tài khoản của mình. Thì khi click vào sign up, nó sẽ mở ra được giao diện cho các bạn đăng ký tài khoản như thế này, và các bạn sẽ nhập địa chỉ email vào đây cũng như là mật khẩu. Thì mật khẩu của nó yêu cầu là có 8 ký tự là ít nhất, và các bạn sẽ click vào tôi không phải là người máy. Sau đó các bạn sẽ click vào sign up ở đây, thì lúc đó sẽ có email được gửi tới địa chỉ email của các bạn nhớ vào mail để xác thực cái địa chỉ email của các bạn. Và khi xác thực tài khoản thành công thì các bạn bắt đầu tiến hành đăng nhập để bắt đầu kiếm tiền được với website này. Ok, và khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ mở ra được giao diện như thế này. Thì đây là giao diện mà chúng ta sẽ kiếm tiền với ASBTC này. Thì các bạn có thể thấy cái mục mà chúng ta có kiếm tiền ở đây. Đây là cái mục Earn, và đây là một cái mục mà Advertise, nghĩa là cái mục quảng cáo. Thì các bạn sẽ quan tâm đến cái mục mà chúng ta sẽ kiếm tiền này, đó là mục Earn. Thì các bạn sẽ click vào dấu mũi tên xuống ở đây, thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều hạng mục như thế này. Thứ nhất là Active Window, rồi là Surface Ad, rồi là Surface Ad. Ở đây các bạn thấy Surface Ad với đồng rút nha các bạn. Đồng rút này để các bạn có thể rút về ví Payer này. Tiếp theo là Surface Ad này, rồi Auto Surfing này, rồi Short Link này. Tất cả có tới 5 hạng mục để chúng ta có thể kiếm tiền với website này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng cái hạng mục một và cách để các bạn có thể rút tiền về ví của các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các mục. Thứ nhất là Active Window Surfing, nghĩa là các bạn sẽ lướt web, nhưng mà các bạn phải dạng là Window, nghĩa là các bạn phải xem cái quảng cáo đó, các bạn không được chạy ẩn. Ví dụ mình sẽ click vào cái mục mà Active Window Surfing cho các bạn này. Thì các bạn thấy hiện tại nó không có cái loại quảng cáo này cho chúng ta xem, do đó mình sẽ bỏ qua. Thì tiếp theo nữa các bạn sẽ kiếm với đồng rút, thì các bạn sẽ click vào Surface Ad với đồng rút này. Và các bạn sẽ click vào tôi không phải là người máy này. Sau đó các bạn sẽ click. Sau đó nó sẽ tự động load. Các bạn không cần click nút gửi nó cũng được. Đó, nó sẽ tự động load qua một cái trang để chúng ta xem như thế này. Và các bạn chỉ việc là nó sẽ giá của nó là các bạn sẽ nhận được là 0.12 rút, là phải nói là cái rate cực kỳ cao nha các bạn. Thì để kiếm tiền với đồng rút này thì các bạn sẽ click vào Open ở đây. Thì nó sẽ mở ra một cái trang quảng cáo như thế này, và cái thời gian nó sẽ load ở cái trang chính của nó. Và các bạn thấy nó sẽ load trong vòng 30 giây như thế này, nó đếm ngược. Và khi hết thời gian thì các bạn sẽ nhận được tiền. Thì ví dụ là ở đây các bạn có thể chạy ẩn, các bạn không cần phải giữ cái trang này, mà các bạn ví dụ các bạn muốn thao tác bất kỳ một cái trang khác cũng được. Thì các bạn không cần phải giữ cái trang này lại làm gì, nhưng mà các bạn không được tắt, các bạn có thể chạy dưới dạng ẩn và các bạn có thể thao tác với những cái trang khác như thế này. Và các bạn thấy như này đó, you earn it 0.12 rút. Và khi các bạn nhận được như thế này thì các bạn sẽ tiến hành tắt cái trang này đi. Và sau đó các bạn sẽ quay lại đây, các bạn thấy là tiền nó đã cộng lên và nó sẽ load qua một cái trang mới. Và các bạn cứ việc click open thì các bạn sẽ nhận được thêm 0.12 rút nữa. Thì các bạn thấy cái rate mà 0.12 rút này là cực kỳ cao nhé các bạn. Trên mỗi 30 giây thì cực kỳ cao. Và tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kiếm với đồng Bitcoin. Thì tiếp theo các bạn sẽ click vào mục Surface Ad ở đây.
thì các bạn thấy khi các bạn xem thì các bạn sẽ nhận được 14 satoshi. Thì các bạn thấy là cái ray ở đây là cực kỳ cao nha các bạn. Các bạn cứ click xem và các bạn đã nhận được 14 satoshi rồi. Thì vì là hiện tại cái đồng Bitcoin nó đang giảm, cho đó cái ray của nó là khá cao. Thì để xem thì các bạn làm tương tự, các bạn chỉ việc là click vào open ở đây và trang quảng cáo nó sẽ load ra như thế này. Còn thời gian của nó sẽ nhảy ở đây và các bạn thấy là thời gian nó sẽ đếm ngược ở đây. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ không cần phải xem cái trang này mà các bạn có thể chạy ẩn, và trong lúc đó các bạn có thể thao tác bất cứ một cái tab trên những cái tab mới như thế này. Còn cái tab còn lại thì các bạn sẽ nó sẽ vẫn chạy và thời gian vẫn đếm như thế này. Các bạn thấy nó khác cái loại Windows Active mà mình hồi nãy mình vào mà không có quảng cáo ấy. Cái Windows Active bắt buộc phải các bạn phải giữ trên cái trang này, các bạn click qua trang khác thì giây ở đây nó sẽ dừng. Và như vậy là các bạn thấy nó đã báo là thành công này, đã earn 14 satoshi này. Như khi nó đã báo thế này thì các bạn chỉ có quyền tắt cái trang này đi. Và các bạn thấy nó đã cộng vào cho bạn là 14 satoshi ở đây. Và tiếp theo nó không, khi nó không load qua một cái trang mới để các bạn click tiếp thì chứng tỏ nó đã dính captcha, thì các bạn nhớ giải captcha. Thì ở đây các bạn nhớ chọn loại captcha nha các bạn. Và các bạn sẽ click hard captcha đi. Sau đó nó sẽ hiện hard captcha cho các bạn giải. Thì lâu lâu nó sẽ dính một cái loại captcha một lần. Thì các bạn thấy phần dưới của chiếc váy, váy này kết thúc ở đâu? Thì các bạn thấy là váy này thì nó dạng là đầu gối. Thì các bạn thấy là chiều dài trên đầu gối. Thì mình sẽ click vào chiều dài trên đầu gối nha các bạn. Tiếp theo. Đây, chiều dài trên đầu gối tiếp. Trên đầu gối tiếp. Ok. Như vậy là nó đã thành công và nó sẽ load qua một cái trang quảng cáo khác. Thì lâu lâu các bạn mới dính captcha một lần thôi, nó không phải lúc nào các bạn cũng dính captcha. Nên chứ các bạn không cần lo lắng cái mục này. Và các bạn tiếp tục, các bạn cứ click open thì satoshi của nó sẽ tự động cộng lên ở đây. Các bạn thấy nó cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh nha các bạn. Tiếp theo nữa là cái mục auto surfing. Auto surfing thì nghĩa là các bạn sẽ click một lần và nó sẽ tự động chạy nhảy liên tục qua trang khác mà các bạn không cần click lại nữa, thì nó gọi là auto. Thì ví dụ mình sẽ click vào auto. Thường thường thì cái auto này thì số lượng quảng cáo cực kỳ ít. Đó, các bạn thấy hiện tại nó không có này. Ok, mục tiếp theo và mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái mục shortlink. Thì các bạn sẽ click vào mục shortlink, các bạn thấy thì với cái mục shortlink này thì các bạn sẽ nhận được bằng đồng rút, các bạn không phải nhận bằng đồng Bitcoin nữa. Thì các bạn cứ làm tương tự một cái shortlink thôi, các bạn cứ click vào visit rồi các bạn sẽ làm tương tự. Thì ở đây mình sẽ để một cái video mà hướng dẫn các bạn làm hoàn chỉnh một cái shortlink ở dưới phần mô tả luôn, các bạn cứ vào đó để tham khảo cách làm một cái shortlink này như thế nào. Ok, như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn các mục để các bạn có thể kiếm tiền ở trên trang web này. Thì các bạn thấy nó đây là một cái mục kiếm tiền và rate của nó cực kỳ cao. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mục để các bạn có thể rút tiền. Thì để rút tiền các bạn cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ việc click vào ví, hai cái ví ở đây. Ví dụ các bạn muốn rút với đồng rút thì các bạn sẽ click vào ví của đồng rút. Các bạn muốn rút đồng satoshi thì các bạn sẽ click vào đồng satoshi. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái mục này. Thì ở đây đầu tiên các bạn sẽ click vào mục satoshi này, ví satoshi, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì các bạn thấy có bốn cái loại ví như thế này. Thứ nhất là Bitcoin Upgrade này, thì đây là ví Bitcoin. Thì ví Bitcoin này các bạn có thể insert bằng cái ví Binance hoặc là ví BNDC hoặc là ví trớt của các bạn vào đây. Thì để làm như vậy thì các bạn chỉ việc click vào nút Change ở đây rồi các bạn nhập cái địa chỉ ví vào, sau đó các bạn xây lại là xong. Ở ví Faucet Pay thì các bạn cũng tương tự làm như vậy. Các bạn sẽ chèn cái lấy địa chỉ ví Faucet Pay vào đây. Express Crypto thì các bạn sẽ lấy của cái ví Express Crypto vào đây. Rồi ví Payer cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ lấy ví Payer vào đây. Các bạn cứ việc click nút chain thôi. Thì ở đây các bạn thấy là withdraw to Faucet Pay này, to Express Crypto, to Payer, to Bitcoin này, rồi move to advertising Binance này, tức là chuyển qua cái tài khoản quảng cáo. Thì ở đây khi các bạn rút với Bitcoin Upgrade, tức là các bạn rút về ví trực tiếp Bitcoin Upgrade, thì cái ray, thì cái min pay của nó hơi cao, nó tới 50.000 satoshi.
Trong khi đó các bạn rút về Fastest Pay hoặc là Express Crypto thì min pay của nó chỉ có 3.000 Satoshi thôi. Do đó mình luôn ưu tiên rút về Fastest Pay. Các bạn thấy mình đã rút về Fastest Pay như thế này nè. Toàn bộ mình toàn rút về Fastest Pay, mình không rút về Bitcoin Upgrade này. Các bạn thấy toàn paid rồi, có rất nhiều. Ok, và để rút tiền thì cực kỳ đơn giản thôi các bạn. Chỉ việc là ví dụ ở đây mình sẽ rút về ví Fastest Pay thì mình sẽ click vào ví Fastest Pay ở đây. Mình sẽ click vào đây. Thì các bạn thấy đây là cái số tiền mình muốn rút và mình sẽ nhập lại mật khẩu. Mật khẩu chính là cái mật khẩu đăng nhập của các bạn. Và mình sẽ click vào withdraw ở đây. Và như vậy nó đã báo là successful này. Và nó sẽ xác nhận kết quả trong vòng thời gian khoảng 1 ngày là tiền nó sẽ tự động về ví Fastest Pay của các bạn liền. Tiếp theo nữa các bạn sẽ rút với đồng rút thì các bạn sẽ click vào ví của đồng rút ở đây. Thì các bạn sẽ điền ví payer vào đây. Cực kỳ đơn giản, các bạn bắt buộc phải điền địa chỉ ví payer vào. Và các bạn sẽ click nút trên này. Đây các bạn sẽ click here to get code to change the wallet. Nghĩa là các bạn sẽ click vào đây và nó sẽ có một cái code được gửi tới email nữa. Ví dụ các bạn sẽ, mình sẽ làm thử cho các bạn luôn. Code from email này. Mình sẽ vào email, mình sẽ lấy code. Đây các bạn thấy trên payer upgrade này, các bạn thấy cái code ở đây này. Và mình sẽ dán vào cái mục code ở đây. Và mình sẽ gửi. Thì lúc đó các bạn thấy wallet này. Và các bạn sẽ copy cái ID của cái payer wallet vào đây. Thì ví dụ địa chỉ payer của ví payer thì nó sẽ là P, nó sẽ dạng P123456 7. Các bạn nhớ để ý là cụ của cái đó. Và các bạn sẽ click vào mật khẩu của các bạn đăng nhập. Và các bạn sẽ click vào nút gửi ở đây. Như vậy là các bạn đã lưu thành công cái ví payer. Và các bạn sẽ click vào lại đây. Sau đó các bạn sẽ click vào withdraw đây. Và các bạn thấy là thời gian của nó là 3 ngày. Thì ở đấy các bạn thấy cái tài khoản mà quá ít nên do đó mình không cần rút về làm gì. Ok, như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn các bước để các bạn có thể kiếm tiền và rút tiền được trên HBTC này. Thì đây là một website theo mình thấy thì phải nói là kiếm tiền cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Nếu bỏ ra một ngày các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền đối với website này. Ok, xin chào và tạm biệt các bạn. Đừng quên cho mình một like cũng như là một comment thật thiện chí.